Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk từ lâu được xem là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đây được xem là nơi chắp cánh cho những tài năng âm nhạc bay cao, có những đóng góp đáng kể cho nền âm nhạc Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng.